Thưa quý khán giả, lâu nay bà con nông dân mình trồng chuối thường chỉ bán buồng chuối, bắp chuối nhiều hơn là lá chuối. Riêng phần thân chuối thì thường bỏ đi. Đó là câu chuyện của ngày xưa thôi, còn ngày nay thì ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, bà con đã tận dụng cả thân chuối để sơ chế thành dây chuối và tơ chuối, rất được thị trường ưa chuộng. Đầu năm nay, Hợp tác xã Kênh 10 quyết định đầu tư nửa tỷ đồng để sắm hệ thống máy móc sơ chế thân chuối, gồm máy chẻ chuối, tách sợi, ép bã và máy 3-trong-1, kéo tơ thủ công và máy ép bẹ. Ngoài ra, để chủ động sản xuất, Hợp tác xã đầu tư nhà kính phơi chuối rộng 200m². Cả 100kg chuối tươi, chuối bẹ của mình thì mới lấy được khoảng được 1kg chỉ. Tại vì không phải bẹ nào mình cũng lấy được cái lượng chỉ đạt. Tại vì một thân cây chuối mình lấy khoảng được 1/3 của cây chuối thôi là được cái chỉ tốt. Thân chuối thu mua từ vườn của nông dân với giá 500 đến 1.000 đồng mỗi cây. Trung bình 100kg chuối làm ra được 1kg tơ chuối hoặc 10kg dây chuối, bã, 3 đến 4 lít nước. Bã chuối và nước dùng ủ phân hữu cơ. Mỗi ký tơ được chào bán với giá 120.000 đồng. Tơ được phơi qua 2 nắng có thể đưa vào kho, trong khi dây chuối giá 30.000 đồng, cần phơi qua 3 đến 4 nắng. Với 10 lao động phụ trách các khâu thu mua, vận chuyển, sơ chế, trong điều kiện nắng nhiều, mỗi tháng hợp tác xã ước tính sản xuất 2 tấn dây chuối hoặc 1 tấn tơ chuối với doanh thu 60 đến 120 triệu đồng, sau khi trừ chi phí xưởng lãi 30 đến 60 triệu đồng, chưa tính phụ phẩm phân hữu cơ từ bã chuối và nước chuối. Ủy ban xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cho cái hợp tác xã đăng ký cái sản phẩm OCOD nhằm phát huy cái vai trò cũng như là nâng cao cái vị thế của sản phẩm, đồng thời là đưa đến nhiều cái chất lượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng lượng phụ phẩm trong nông nghiệp của nước ta gần 160 triệu tấn, trong đó 90 triệu tấn phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng và chế biến nông sản. Con số khổng lồ này được đánh giá rất tiềm năng để tạo ra thu nhập cho nông dân và chính những nhân tố tiên phong, chịu đổi mới như Hợp tác xã Kênh 10 đã minh chứng cho điều đó. Cây chuối không bỏ một bộ phận nào là tín hiệu vui cho bà con trồng chuối U Minh Thượng nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung.